Kính thưa đại diện họ Nguyễn Hữu Đại Tôn cùng các cái họ Nguyễn Hữu Tháp đã về đây tham dự. Kính thưa toàn thể giáo phận, con cháu đồng hòa, con chim dọc bay đến phương trời nào cùng nhớ về tổ, con cá dọc bay đến góc biển nào cùng tập thể quê nguồn. Kim có một người có tâm, đã là người sống ở đời thì luôn nhớ về cội nguồn gốc rễ, từ bao đời nay được trở thành bảo lý truyền thống tốt đẹp của người Việt chúng ta. Con cháu họ Mình Như luôn thấm nhuần bảo lý muôn đời đó, nên được cùng nhau xây dựng ngôi nhà thờ này để cùng thờ tiên tổ. Hôm nay trong không khí long trọng, vui mừng phấn khởi, trang nghiêm hầu về họ Mình Như, chúng ta tụ tập về đây kính cẩn dâng hương long trọng thánh thần nhà thờ Di Lặc. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, đại diện địa phương, đại diện các họ, các chi lâu đời của họ Mình Như đã cùng họ Mình Như tiến bước. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng những bạn bè thân hữu đã về đây tham dự buổi lễ này. Chúng ta cũng nhiệt liệt chào mừng các bậc cao niên, các nam thanh nữ tú cùng toàn thể con cháu nội ngoại họ Mình Như, những người từng ra sức học tập, lao động làm rạng rỡ cho dòng tộc quê hương và tổ quốc, trong thời gian qua đã đoàn kết một lòng, dốc tâm dốc sức cùng tiền cuộc cho công trình đầy ý nghĩa này. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể gia tộc, theo các bài đề bài cũng như dư địa chính của ứng dự tùy tổ Nguyễn Hữu Tương từ lại chư tử, ngày sinh năm 1431 tại Bình Lục, Văn Giang, Hưng Yên, năm 21 tuổi ngài đời đồng hướng Tống thời vua Lê Thái Tổ. Năm 1471 dưới triều vua Lê Thái Tông, ngài được điều về vùng đất Nghệ An để khai dân lập ấp. Từ vùng đất hoang vu đầy thú dữ lóc lách và bỏ chạy đã trở thành vùng đất màu mỡ và sầm uất như ngày hôm nay. Ngài mất năm 1511 được thọ 80 tuổi và để lại nhiều công đức cho quê hương. Để ghi nhớ công đức của ngài, làng Phú Văn Dạ Bình Thành huyện Yên Thành đã tôn ngài là thành hoàng của làng, đồng thời là thủy tổ của dòng họ Mình Như chúng ta hiện nay. Sau ngày thống nhất đất nước, con cháu họ Mình Như lần lượt vào Nam sinh sống. Dù cả các người sau như ông Nguyễn Như Trung, Nguyễn Như Trường Sơn, Nguyễn Như Hoài chi đệ nhất, ông Nguyễn Như Hưng, Nguyễn Như Thiều, Nguyễn Như Hồng chi đệ nhị, ông Nguyễn Như Hiếu chi đệ tam, vân vân, ngoài ra còn có nhiều con lấy chồng hoặc cùng gia đình vào Nam sinh sống. Tính đến nay, chi họ đã được có 15 gia đình, 52 nhân khẩu, trong đó có 25 đinh. Chưa kể con cháu ở các vùng lân cận như Đồng Nai, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Phước, Phú Riêng và gia đình con cháu cá bo. Đến tháng 1 năm 1996, dưới sự quyết tâm và đầu tàu của ông Tổng trưởng Nguyễn Như Trung và các thành viên tích cực của họ, chi họ Mình Như đã được thành lập. Từ đó đến nay, các con cháu tổ chức tế tổ mỗi năm 2 lần, rất nghiêm túc, đầy đủ và hoàn thành. Chỉ có một điều địa điểm để hứng gọi là chưa ổn định, cho nên việc có nơi ổn định để thờ cúng tổ tiên là niềm mong muốn của hội đồng gia tộc cũng như con cháu trong họ. Như quý vị đã biết, thờ cúng tổ tiên là truyền thống tốt đẹp, là bản sắc văn hóa lâu đời, là đạo lý mà báo thế hệ ông cha ta đã truyền dạy. Nhà thờ là nơi cúng tổ tiên, nơi ngày rộn ngày Tết con cháu về tụ hội cùng nhau kính dâng hương lệ Phật, kính cáo với tiền nhân những thành tích của con cháu, bày tỏ ước mong được sự phù hộ che cho muôn đời con cháu được ấm no hạnh phúc. Nhà thờ cũng là nơi lưu giữ bổ sung gia phả, duy trì bản sắc cho họ, và cũng là nơi vinh danh các bậc hiện đại dạy công đức cho họ để con cháu mạnh mẽ nói theo. Trong họ càng lớn đời, con cháu càng vững bước, nhẹ buổi tóc xây dựng, người biết bước tổn tu. Thế nên, nhà thờ cũng là nơi con cháu gặp gỡ, tại mái ấm nhà chung cho hết thảy những ai có tấm lòng luôn hướng về cộng đồng. Nơi đây, tên nhận họ, nhận hàng, tên nhận năng nghiệp ngập lý suy, về ước nguyện bao đời công đức để mà sống sức nơi theo. Nơi đây, anh em ta
hàn huyên tâm sự vào những dịp bái tạ tổ tiên, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi lúc đói khi lo, khích lệ động viên nhau trước việc được mất của cuộc đời. Với ý nghĩa lớn lao như vậy, lòng mong ước là lẽ đương nhiên. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể gia tộc, thật là phúc đức khi năm nay gia đình ông tộc trưởng Nguyễn Nguyễn Như Trường Sơn đời hiến cho họ 500 m² đất tại số nhà 300/34/7 phường Bình Thuận, quận 7, Bình Minh. Cho nên trong cuộc họp hội đồng gia tộc cũng như toàn thể các thành viên họ vào ngày rằm tháng 7 vừa qua đã hợp đồng thống nhất trí xây dựng nhà thờ trên mảnh đất này. Sau hơn 4 tháng tích cực thiết kế và thi công với bao lượt khó khăn vất vả, cho đến ngày 10 tháng 12 vừa qua, con cháu đã hân hoan long trọng rước tổ về đơn vị. Thỏa nguyện lắm thay, bao năm nay mới có một ngày mà tôi nghĩ như trong mơ vậy. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể gia tộc, nhìn lại quá trình xây dựng nhà thờ to đẹp trang nghiêm, chúng ta thật sự tự hào với sự đồng tâm nhất trí vượt qua khó khăn, chung lòng chung sức với tâm nguyện tri ân tiên tổ, chi họ ta đã hoàn thành ngôi nhà thờ khang trang thỏa lòng mong mỏi. Thật đúng là địa linh tổ tí xây dựng tổ đường tự tôn phụng thờ trường tâm phúc lộc. Việc xây dựng nhà thờ đã nhận được sự đóng góp tích cực của nhiều người trong con cháu nội ngoại, đặc biệt là gia đình ông tộc trưởng Nguyễn Như Trường Sơn đã hiến toàn bộ lô đất và công trình xây dựng nhà thờ trị giá khoảng 9,5 tỷ đồng. Chí tộc mạnh mạnh cảm ơn với những nhà công đức của sự đóng góp to lớn này, đề nghị hội trường cho một tràng vỗ tay thật lớn. Thứ hai là gia đình ông Nguyễn Như Hồng đóng góp 550 triệu đồng. Thứ ba là gia đình ông Nguyễn Như Hoài, con trai ông Nguyễn Như Trung đóng góp 100 triệu đồng. Thứ ba là chị Nguyễn Thị Thủy, con gái ông Nguyễn Như Trung đóng góp 50 triệu đồng. Tiếp theo là chị Nguyễn Thị Văn, con gái ông Nguyễn Như Trung đóng góp 50 triệu đồng. Thứ ba là anh Nguyễn Như Trình, con ông Điều ở Chi Vịnh Tuy đóng góp 50 triệu đồng. Toàn thể của họ cùng cúng họ một bộ trống tổng sập xoán và một số con cháu nội ngoại đã đóng góp xây dựng. Việc đóng góp vẫn đang tiếp tục vì thời gian qua, cho nên chúng tôi sẽ công bố chi tiết sau buổi lễ hoặc vào dịp rằm tháng giêng sắp tới. Khi họ sẽ ghi nhận tấm lòng của tất cả mọi người trong và ngoài họ đã đóng góp vào công trình này. Danh sách công đức sẽ được ghi vào bảng vàng danh dự và lưu giữ mãi mãi đời sau. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể gia tộc, hôm nay với tấm lòng thành kính tổ tiên, chúng ta kính cẩn dâng hương, kính mời hương linh các cụ tổ cùng các bậc tiền nhân họ như về đây ngự tọa cho con cháu sớm tối hương đèn rực rỡ. Trong buổi lễ khai giảng này, chúng ta trình đồng tuyên bố trước mọi người cùng toàn thể các cụ là đã khánh thành nhà thờ ở họ Nguyễn Như Chi Sài Gòn.